Hiện nay có rất nhiều loại nấm dùng để chế biến các món ăn. Riêng nấm linh chi là loại nấm không dùng để ăn tươi mà dùng làm dược liệu để bào chế thuốc, các loại thực phẩm chức năng hoặc chế biến rượu thuốc linh chi. Ngoài ra, nhiều người còn dùng nấm linh chi để nấu nước uống thay trà, rất tốt cho cơ thể. Theo nhiều tài liệu, nấm linh chi có rất nhiều công dụng hỗ trợ trong điều trị bệnh, như hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, viêm gan, suy nhược thần kinh, giảm cholesterol trong máu. Nấm linh chi cũng rất giàu các nguyên tố vi lượng như phosphor, canxi, kali, sắt, kẽm, đồng, v.v. Từ xa xưa, con người đã biết sử dụng nấm linh chi từ thiên nhiên để làm thuốc trị bệnh. Nhưng ngày nay, do rừng bị thu hẹp và nguồn nấm thiên nhiên cũng bị cạn kiệt, nên nguồn cung loại dược liệu quý này ngày một khan hiếm. Chính vì vậy, để có được nấm linh chi phục vụ nhu cầu bào chế thuốc, người ta đã nuôi cấy và trồng thành công loại nấm này. Chào anh Nguyên ạ. Dạ, chào anh. Xin anh cho biết cái quy trình làm nấm của mình đây như thế nào ạ? Dạ, nó bắt nguồn từ khâu đầu đến khâu cuối cùng ạ. Dạ thì cũng cái này nó cũng do đặc điểm vùng miền. Như cái khu vực Bình Dương của em đang sản xuất tại nơi đây á, thì cái đặc điểm khu vực vùng miền là mùn cưa cao su rất là nhiều. À. Thì nguyên liệu chính ở đây nó là cái mùn cưa cao su. Sau đó thì tụi em trộn thêm cám bắp đồ vào. Đó. Rồi ủ lại trong một hai ngày rồi tụi em mới đóng. Anh nói rõ hơn cái cách mà mình phối trộn như thế nào, cái nguyên liệu đầu vào á. Dạ, đầu tiên cái nguyên liệu đầu vào mùn cưa thì về nó sẽ được ủ ở trong bãi. Ủ với vôi ở trong bãi. Đó, để diệt một cái hàm lượng khuẩn và tăng cái nhiệt nó. Sau khi ủ một thời gian khoảng chừng 5 đến 10 ngày á thì tụi em mới lấy ra, tụi em mới trộn cám bắp vào và cho công nhân đóng bịch. Để rồi sau đó đưa cái bịch phôi vào cái lò để hấp, để diệt trùng. Cái thời gian mà từ đây cho đến mà khi mà mình vô bịch mà để đưa lên cái giàn kệ thì khoảng bao lâu? Mùn cưa sau mới từ cái công ty, những cái công ty mà cưa ván cao su á, thì họ ký hợp đồng cung cấp cho mình, thì họ đem tới xưởng họ đổ cho mình. Mình ủ cái mùn cưa đó dưới vôi khoảng từ ít nhất là 15 ngày cho đến một tháng. Sau đó cái mùn nó đã được đạt được cái độ quay nhất định rồi đó, thì mình mới lấy cái nguyên liệu ra, trộn thêm với cám bắp, sàng lại cho kỹ, loại bỏ những cái hạt nó quá lớn. Rồi mình mới cho công nhân đóng bịch. Vào đóng bịch xong thì mình đem vào mình hấp để diệt khuẩn cho chín nguyên liệu. Hấp thì mình hấp khoảng từ 14 tiếng, 10 đến 14 tiếng ở nhiệt độ 100 độ C. Yeah. Đó, thì sau khi đó mình hấp đủ thời gian rồi á, thì mình sẽ cho tiến hành là ra ngoài họ chờ nguội và mình cấy meo giống vào ở trong cái bịch phôi. Cũng hỏi thêm anh là cái meo giống này là tự mình ở cơ sở mình làm hay là mình mua ở đâu, cái cách làm như thế nào? Dạ, cái này bên cơ sở của mình là khép tính hoàn toàn. Yeah. Có nghĩa là mình sẽ luôn cái chu trình là phải phân lập giống, giữ giống thường xuyên, thay đổi giống để mình tránh cái tình trạng là nó thoái hóa giống. Đó, cái này là do nguyên liệu là bên công ty tự sản xuất hết. Dạ. Có meo giống là... từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đó. Cấp 1 thì nó trong ống nghiệm. Dạ. Cấp 2 là tụi em đã ra meo hạt như vậy rồi. Dạ. Đó. Còn khi nào mình như vậy là mình đã sử dụng, mình cấy vô bịch là được rồi hả? Dạ, sau khi mà nó chạy tơ trắng hết như vậy là mình đã cấy vô bịch được rồi. Dạ. Thì cái quá trình mình ủ này là khoảng bao lâu thì nó mới được thành một cái bịch meo như thế này? Dạ, thường một cái bịch meo cấp 2 này thì nó khoảng từ 15 đến 25 ngày là nó đã trắng như vậy rồi. Dạ. Dạ. À. Rồi có nghĩa là cái cách mà sử dụng cái meo để cấy vào cái bịch. Dạ, cái này thì trước tiên mình cũng phải bóp cho nhuyễn cái meo ra. Dạ. Rồi mình mới đưa vào một bịch phôi vậy khoảng chừng 10-20 hạt thôi. Dạ. Là nó đã chạy tới khỏe rồi. Dạ. Như cái chai linh tơ này là mình đã ương vô đây được bao lâu rồi anh Nguyên à? Dạ khoảng 20 ngày anh. 20 ngày thì nó sẽ lên tơ dạ, trắng hết. Dạ nó lên tơ trắng như vậy. Dạ mình... như vậy là đem cấy được rồi hả? Dạ đúng rồi. À. Mình sẽ dùng một cái dụng cụ như một cái muỗng vậy đó. Ừ. Mình tạo cho nó tơi, đánh cho nó tơi hạt ra rồi mình cấy vào cái bịch phôi. À. Dạ. Cái lượng cấy là mỗi lần cấy là khoảng bao nhiêu là gì? Nó khoảng một muỗng nhỏ khoảng 10 đến 20 hạt. À. Dạ. Sau cái công đoạn mình cấy meo rồi thì công đoạn kế tiếp mình làm cái gì anh Nguyên ạ?
Dạ, thì mình cấy meo xong rồi thì mình sẽ đẩy nguyên cái kệ đó ra nhà ủ thôi. Ừ. Dạ, cái kệ thì xếp sẵn như vậy, mình không phải xếp lại. Ừ. Mình ở nhà ủ thì mình sẽ chờ tơ nó ăn trắng. Đây, cái đây là một cái tơ nấm. Đó, nó ăn đều, bịch nó trắng đều như vậy. Thì tất cả những cái kệ phôi đều có ghi đến ký hiệu như là giống bào ngư. Ừ. Rồi cái ngày cấy là ngày mấy. Ví dụ như đây là ngày 20 tháng 5 thì cái ngày mà nó ra nấm là ngày 20 tháng 7. Tại vì cái giống này nó 60 ngày. Đó. Cái thời gian mình ủ ở trong cái nhà này thì bao lâu là được? Mình ủ ở trong nhà này thì nó chỉ khoảng dao động từ khoảng 20 đến 30 ngày. Thì mình đã giao cái phôi này tới tay của bà con nông dân rồi. Bà con nông dân sẽ đem về nhà chồng của mình ủ thêm 30 ngày nữa. Thì lúc đó sẽ tiến hành cho ra nấm. Cái nhiệt độ mà để cho thích hợp là nó tạo tơ ra tơ này thì ở đây là bao nhiêu là vừa? Dạ, cái nhiệt độ mà nó thực sự là thích hợp nhất cho cái loại nấm này nó khoảng từ 27 đến 29. Nhưng mà đặc biệt là cái đặc điểm khu vực là Đông Nam Bộ mình thì nhiệt độ nó hơi cao. Nên là những cái giống này là em đã thuần hóa nó có thể chịu được lên là tới 32 đến 35 độ. Đó, tơ vẫn chạy đẹp. Trong cái quá trình mà ủ như này thì cái khâu chăm sóc của mình nó có phải tưới nước không Nguyên ạ? Dạ không anh. Khi ủ mà đa số nếu mà tơ chưa ăn trắng bịch thì không cần nước gì hết. Tại lúc đó mình cần cái không khí nó tương đối khô tí xíu. Khi mà tơ đã ăn trắng bịch á thì bà giao về cho bà con nông dân á, thì bà con nông dân khi mà nhập vô trại nuôi của mình lúc đó cũng ủ nhưng mà lại tưới nước nền. Lại nước nền, có người thì đầu tư tốt thì đầu tư luôn cái nền bê tông thì có thể lông nước nền luôn cho nó mát trong trại. Dạ, lúc đó thì mình mới cần cho nó mát. Còn khi mà tơ chưa ăn trắng thì khuyến cáo bà con là không nên tác động cái nước vào. Cái khoảng cách mà mình chất lên cái kệ vậy thì là như thế nào là vừa, và một cái kệ vậy khoảng bao nhiêu cái bịch thôi? Dạ, kệ này là một cái kệ ủ phôi mà tại xưởng sản xuất. Nên là cái mật độ tụi em ủ nó rất dày. Đó, một kệ như vậy chỉ 1 mét ngang thôi thì nó là khoảng là 260 phôi rồi. Đó, còn khi mà về tới trại nuôi mà trại ủ của bà con á, nông dân á thưa. Thì nó sẽ không ủ như vậy. Cũng có thể làm kệ đôi nhưng mà khoảng cách giữa hai bịch này nè, nó phải đạt được cái khoảng cách có độ hở, nó khoảng 30 phân. Đó là đối với kệ đôi. Còn đối với kệ đơn một lớp như vậy thôi thì người ta hở nhiều khi 60 đến 70 phân. Và cái đường mà để họ đi hái nấm á, thì nó khoảng cách nó phải ít nhất phải được 1 mét. Tại vì khi nấm nó ra thêm cả 10 phân rồi. Hai bên nữa là nó sẽ hẹp. Mình đi, nếu mình để hẹp quá mình đi sẽ bị gãy tay nấm. Như vậy là cái bịch phôi mà nó phát triển được khoảng 1 phần 3 cái bịch gì thì mình xuất đi được rồi à? Dạ, thường á thì nếu đi gần khoảng dưới 100 cây số á thì 1 phần 3 này là mình đi được rồi. Còn ví dụ trên 100 cây số như em đi về các tỉnh ở miền Tây, Cần Thơ, Sóc Trăng, Rạch Giá, Kiên Giang đồ thì tơ phải đạt được từ 2 phần 3 trở lên mới cho đi ạ. Tức là đường xa thì phải tơ nó. Dạ, tơ thậm chí là trắng bịch mới cho đi. Ví dụ như đi ra tới Phú Quốc vậy. Thì tụi em vẫn nhập hàng ra Phú Quốc. Đó, thì ví dụ phải trắng bịch mới cho đi. Tại vì đó nó qua nhiều cái phương tiện trung chuyển quá. Đó. Rồi cái thời gian nó đi xa thì cái đặc điểm của mùng cưa là khi nó nằm sát nhau nó sẽ rất là nóng. Nó sinh nhiệt. Nên là bắt buộc tơ phải thật là khỏe mới cho đi được. Còn ví dụ gần dưới 100 cây số thì 1 phần 3 bịch là tụi em đã xuất hàng đi hết rồi. Được rồi. Sau khi hoàn chỉnh khâu cấy meo, bịch phôi được xếp vào kệ nhà nuôi trồng. Tại đây, công việc chăm sóc được tiến hành như sau. Kỹ thuật chăm sóc cái nấm linh chi này thì nó khác như thế nào so với nấm bào ngư ạ? Thì kỹ thuật chăm sóc nấm linh chi thì nó đơn giản hơn so với nấm bào ngư. Thì nấm linh chi mình khi đã chuyển sang phòng nuôi trồng thì mình chỉ việc tưới nước một ngày một lần thôi. Và có thể khi mà đủ độ ẩm rồi thì mấy ngày mình tưới một lần. Nhưng đặc biệt khi ra quả thể như vậy rồi mình sẽ không tưới nước. Và nếu mà khi thấy trường hợp mà khô quá thì mình chỉ tưới một chút xíu thôi. Nước nói chung là giữ ẩm tương đối thôi. Chứ không có nhiều như bên bào ngư. Đặc biệt là khi mình chăm sóc nấm linh chi thì mình cái công đoạn là mình sẽ đi kiểm tra thường xuyên để kiểm tra coi nấm mình có lớn điều tai hay không. Cái nhất cái hai nó có nấm bệnh gì, nếu trường hợp mà nấm có nhiễm bệnh thì mình sẽ đi chuyển ra ngoài. Cái thời gian mà mình trồng đến thu hoạch của nấm linh chi là chắc nó dài hơn hay sao? Dạ đúng anh, thời gian thu hoạch của nấm linh chi đỏ này là 6 tháng.
Thì bước đầu sang là đây là tay nấm khi ra quả thể. Thì khi ra quả thể như vậy thì tới khoảng tháng thứ 3 là bắt đầu là tay nấm bắt đầu mình phun bào tử. Rồi suốt quá trình như thế này mình có tác động như thế nào ha? Chỉ là tưới nước và giữ ẩm thôi? À, mình chỉ tưới nước giữ ẩm thôi anh. Trường hợp mà tay nấm mà nó ra hai tay nấm thì mình sẽ tỉa bớt một tay nấm đi. Để cho tay nấm còn lại sẽ lớn lên và nó đẹp hơn. Thế như cái hai nó không bị chạm nhau thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái nấm nó không đẹp. Thì cái cách thu hoạch của cái nấm linh chi như thế nào cho nó đạt được năng suất ạ? Dạ, thì đây là những tay nấm này đã qua quả thể. Còn về nấm thu hoạch thì khi mà nấm còn non thì nó sẽ như vậy, là màu trắng. Cái nhất cái thứ hai nó có rất ít là cái bào tử linh chi nằm bên trên. Còn đối với một cái tay nấm đạt thì anh có thể xem mua hàng bên đây. Đây là tay nấm đã đúng 6 tháng. Thì tới ngày thu hoạch, thì khi tay nấm có thu hoạch thì cái bào tử, lượng bào tử ở trên đây nó rất là nhiều. Thì đạt trên đây một bào tử, đây là đủ 6 tháng bắt đầu mình tiến hành mình thu hoạch rồi. Đây, đó. Bào tử linh chi. Đây là bào tử linh chi nè. Cái khi mình đã đủ 6 tháng cái lượng bào tử rất là nhiều. Đó, anh cũng thấy rồi. Rất là nhiều trên tay nấm này. Để mà đạt cái linh chi mà nó đạt chuẩn thì tay nấm nó phải dày. Cái nhất cái thứ hai nó phần trắng ở dưới và cái thứ ba nữa là nó bào tử phun dày như vậy thì sẽ đạt chuẩn của mình. Rồi cái cách thu hoạch nó có giống như bào ngư hay không ạ? Cách thu hoạch cũng tương đối giống anh, nhưng mà đặc biệt cái thu linh chi này thì mình sẽ thu hoạch mà mình sẽ dùng kìm mình cắt phần chân này đi. Đó, phần gốc mình sẽ bỏ. Sau khi hoàn gốc nó còn trường hợp có cách nữa là mình sẽ nắm trực tiếp đây là mình sẽ thu hoạch cái phần linh chi này đi. Này. Anh cũng kéo ra rất là dễ, nhưng sau phần này có phần gốc. Nhưng mà để đưa vào bao bì cho nó đẹp thì mình sẽ cắt cái tỉa phần gốc này đi. Mình sẽ không lấy cái phần gốc này đi. Còn cầm một cái phôi nấm như vậy sau khi thu hoạch lại, những cái nhà nuôi trồng khác thì họ sẽ phục cái phôi nấm này, họ làm vệ sinh sạch lại và để tiếp tục để tưới ẩm một lần nữa thì sau một thời gian nó sẽ tiếp tục là ra tiếp một cái quả thể khác. Mình sau khi thu hoạch đóng gói bảo quản như thế nào, cái phấn này mình vẫn giữ nguyên hay mình có vệ sinh như thế nào không? Dạ không, khi mình thu hoạch như vậy, lượng phấn nằm trên bo cái nấm linh chi này hoàn toàn mình giữ lại hết. Thì đây là cái phần dược liệu quan trọng nhất của cái nấm linh chi đỏ. Trong tất cả các 6 cái loại nấm linh chi thì dòng nấm linh chi đỏ là phần dược liệu cao nhất. Thì cái phần dược liệu này thì mình sẽ giữ lại và nó đạt chuẩn hay không là phần dược liệu này. Thì đối với bên em thì cái phần dược liệu này rất là cao và tay nấm rất là dày. Để đảm bảo được cái chất lượng này cung cấp ra thị trường để mọi người sử dụng đó đạt hiệu quả tốt cho sức khỏe. Cái nấm này thì cái diện tích nó bao lớn, nó hay là chiều dày như thế nào thì mình thu hoạch được? Dạ, khi nấm này thu hoạch là thời gian là 6 tháng. Cái nhất cái thứ hai nấm linh chi đỏ mà đẹp là nó có hình quả thận. Cái thứ ba nó bào tử rất là dày ở trên. Cái dưới là cái phần tay nấm ở dưới rất là trắng là cái sản phẩm mình đạt. Còn nếu như mà 6 tháng mà cái nấm mình không đủ độ lớn mình vẫn phải thu hoạch luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Do cái độ dinh dưỡng trong cái nấm đó, hoặc là lúc nó ra hai tay nấm mình hơi cắt trễ quá thì tay nấm bị nhỏ. Giống như đây là tay nấm này nhỏ, mình cắt trễ một chút thì nó lớn hai cái đều quá thì dinh dưỡng nó đã hút qua tay nấm kia. Còn trường hợp đây là ra một cái nè, trường hợp đây là rất là đẹp nè. Đây anh thấy tay nấm rất là đẹp, đây là hình quả thận. Tay nấm linh chi hình quả thận và cái nhất cái hai anh thấy bào tử ở trên rất là dày. Đây. Đó, như vậy là cái nấm linh chi đạt. Cái lượng bào tử này phun nhiều nhất là từ tháng thứ tư là phun rất là nhiều và tới khoảng 5 tháng rưỡi là nó sẽ bớt lại. Đối với các loại nấm dùng để ăn tươi, sau khi đưa vào nhà trồng chăm sóc khoảng 2 tháng thì thu hoạch. Còn đối với nấm linh chi là loại thân gỗ, do đó thời gian trồng đến lúc trưởng thành đủ phẩm chất về dược liệu phải có thời gian từ 6 tháng trở lên. Do đó chu kỳ trồng lâu dài hơn. Một năm chỉ trồng được 2 đợt. Hiện nay, giá nấm linh chi khô khoảng 600.000 đến 800.000 đồng một ký. Còn nấm đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu có giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng một ký hoặc cao hơn. Nấm linh chi không khó trồng. Tuy nhiên, chúng rất mẫn cảm với môi trường nuôi trồng. Nếu môi trường bị ô nhiễm thì nấm sẽ không phát triển được. Do đó, từ khâu nuôi cấy meo đến nhà trồng đều phải xử lý diệt khuẩn bằng vôi theo định kỳ. Nhà trồng nấm phải luôn sạch sẽ, thông thoáng. Nếu trại nấm bị nhiễm khuẩn thì phôi không lên tơ và tạo meo được. Như vậy, xem như thất bại trong một chu kỳ nuôi trồng. Nguồn nước tưới cho nấm cũng phải sử dụng nước sạch, không được sử dụng nguồn nước bẩn hoặc nhiễm các kim loại nặng,
để tưới nấm. Có như vậy thì nấm mới đạt được năng suất và chất lượng như mong đợi.